Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. 3 ngày qua thì tôi nghỉ ngơi để có thể tiếp tục đem tới nhiều tài liệu đến với các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói tới một cái đề tài mà thường cảm thấy rất thú vị và cũng rất quan trọng. Đó chính là thế giới đã điên. Thì tôi nghĩ là các bạn có thể nhìn vào tựa đề này và cũng cảm thấy rất khó hiểu. Thật ra, đây là một bài viết được chia sẻ bởi Ray Dalio ở trên LinkedIn. Và bài viết này đã được rất nhiều người trong thế giới tài chính quan tâm tới và được nói tới rất nhiều trong vòng một tuần qua và không những là thế giới tài chính mà những người ở trong thị trường crypto cũng nói tới rất nhiều về bài viết này cho nên đây là một bài viết rất quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết chúng ta cần phải hiểu được Ray Dalio là ai người mà đã viết bài viết này Ray Dalio hiện bây giờ là đồng chủ tịch của một công ty đầu tư nổi tiếng gọi là Bridgewater Associates ở New York đây là một công ty đầu tư rất nổi tiếng và quản lý rất nhiều tiền không những vậy, Ray Dalio cũng là tác giả của quyển sách Principles, một quyển sách mà được rất nhiều người quan tâm tới. Trong đó có Bill Gates và Tony Robbins. Và bản thân Ray Dalio cũng là một tỷ phú. Hiện bây giờ chẩn đoán Ray Dalio có số tài sản lên tới 18,7 tỷ đô la. Cho nên các bạn thấy được là rất dễ hiểu tại sao mà khi mà Ray Dalio chia sẻ bài viết này ở trên LinkedIn thì rất nhiều người quan tâm tới bài viết này. Và trong bài viết này, Ray Dalio đã nói lên được là đối với Ray Dalio, thì tài sản hiện tại được định giá quá cao và thị trường chuẩn bị có một sự thay đổi mô hình lớn. Thì tại sao Ray Dalio lại nghĩ như vậy? Thì Ray Dalio đã đưa ra ba lý do. Lý do đầu tiên đó chính là tiền là miễn phí. Lý do thứ nhì, thăm hụt nhân sách và lý do thứ ba, các quỹ đầu tư sức khỏe và lương hưu. Chúng ta sẽ nói tới ba lý do này một cách chi tiết hơn để các bạn có thể hiểu được nội dung của bài viết này những điều này thì đương nhiên là quan hệ trực tiếp đối với thị trường tài chính nhưng mà những điều này thì quan hệ như thế nào đối với thị trường bitcoin thị trường crypto thì tôi nghĩ là tùy theo suy nghĩ của các bạn nếu như mà các bạn tin là bitcoin là một phần của thị trường tài chính thì đương nhiên những sự kiện ở thị trường tài chính sẽ ảnh hưởng đối với bitcoin hoặc là các bạn tin bitcoin là một tài sản được lưu trữ khi mà có khủng hoảng tài chính thì tôi nghĩ đây là một video các bạn rất quan tâm nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn có hứng thú đối với những cái sản phẩm hay là những dịch vụ liên quan đến crypto như là sàn giao dịch Binance, sàn chơi Margin SnapX hay là sách blockchain và những dịch vụ khác thì các link liên quan sẽ ở phía dưới video này. Và trên màn hình của các bạn sẽ có những cái link đó là các video liên quan tới những dịch vụ này. Và nếu như các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Trở lại với điều đầu tiên mà Ray Dalio nói đó chính là tiền là miễn phí. Thì tại sao tiền là miễn phí? Thì ý của Ray Dalio nói đây là tiền hiện bây giờ là lãi suất quá thấp nhưng mà chỉ dành cho những người nào mà đáng tin cậy. Có nghĩa là những người nào mà có lịch sử tín dụng tốt. Vì lý do là tiền lãi suất quá thấp thì hiện bây giờ trên thị trường có một số tiền khổng lồ được dùng để đầu tư. Thì điều này ảnh hưởng như thế nào? Trước hết thì Ray Dalio nói là cái số tiền này đến từ đâu? Cái số tiền này đến từ ngân hàng trung ương hay là ở Hoa Kỳ, ngân hàng dự trữ liên bang đẩy tiền vào người dân. Làm sao họ đẩy tiền vào người dân? Thì họ thông qua những cái chiến lược gọi là QE hay là Quantitative Easing. Một số người gọi đây là hoạt động thúc đẩy kinh tế. Một số người khác thì gọi đây là hoạt động lạm phát. Để hiểu rõ hơn thì Ray Dalio nói là cái số tiền được đẩy từ ngân hàng trung ương đến các ngân hàng sau đó đẩy vào người dân với cái hy vọng là người dân có thể mượn tiền với cái lãi suất thấp dùng số tiền đó để mà chi tiêu để mà mua sắm và khi mà người dân dùng tiền để mà chi tiêu để mà mua sắm thì người dân sẽ gián tiếp đẩy nền kinh tế đi lên tại vì khi mà có nhiều người mua sắm thì các công ty sẽ nhận được lợi nhuận cao hơn họ sẽ mướn thêm nhiều nhân viên họ sẽ trả nhân viên với cái số tiền cao hơn và những nhân viên đó lại dùng số tiền đó để mà tiếp tục mua sắm trên thị trường và cứ thế nền kinh tế sẽ từ từ được đẩy lên nhưng mà cái vấn đề ở đây đó chính là khi mà người dân nhận được cái số tiền này những người mà có thể mượn tiền với cái lãi suất thấp những người mà có tín dụng tốt thì những người này sau khi mà mượn tiền từ ngân hàng thì họ lại không dùng để mua mua sắm và họ cũng không dùng cái số tiền này để mua trái phiếu hay là bỏ vào ngân hàng để mà để dành tại vì hiện bây giờ lãi suất quá thấp nhưng mà nào mà ở Hoa Kỳ cũng đã biết là hiện bây giờ gửi tiền vào ngân hàng thì các bạn mỗi tháng có thể nhận được là 0,01% tùy theo là ngân hàng nào cho nên các bạn thấy được là gửi ngân hàng hiện bây giờ hầu như là không có lãi suất Mua trái phiếu hiện bây giờ lãi suất cũng rất thấp Cho nên những người mà mượn tiền thì họ không mua sắm Không để tiền vào ngân hàng Cũng không mua trái phiếu mà họ đẩy số tiền này vào trong thị trường chứng khoán Hay là mua những tài sản khác như là nhà Cho nên thứ nhất là cái số tiền được đẩy vào người dân Số tiền đó không được dùng để mua sắm cho nên cái hiệu ứng tăng trưởng nền kinh tế lại không có Thứ nhì là khi mà cái số tiền lớn này được đẩy vào thị trường chứng khoán, đẩy vào những tài sản khác thì làm cho giá trị của những tài sản đó được thổi phồng lên như là một bong bóng. Ví dụ như là các bạn thấy là chứng khoán thì giá lại càng được đưa lên cao nhưng mà các công ty đứng sau lưng của những chứng khoán đó thì thu nhập vẫn như cũ như là chứng khoán của một công ty có thể tăng lên 10%, 20% trong khi thu nhập có thể là như cũ hoặc là chỉ tăng lên cái 1-2% cho nên cái sự kết nối giữa thu nhập và giá chứng khoán đã bị giảm đi rất nhiều, cho nên Bridgewater nghĩ là cái giá trị của tài sản và chứng khoán thì bây giờ đang được thổi phồng lên. Một ví dụ các bạn thấy là gần đây thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ như là chỉ số của thị trường Dow Jones, S&P 500 hay là Nasdaq đã liên tục đạt được đỉnh cao mới. Và lý do Bridgewater nói là tại vì hiện bây giờ trên thị trường có quá nhiều tiền với lãi suất thấp được đẩy vào để mà thổi phồng thị trường chứng khoán thì chứng khoán lên cao, đó là một điều tốt. Tại sao Bridgewater lại có một suy nghĩ tiêu cực. Tại vì Ray Dalio nói là nếu như một ngày nào đó ngân hàng trung ương không tiếp tục đẩy tiền vào nền kinh tế nữa, lãi suất lại tăng lên thì lúc đó tiền ở đâu mà tiếp tục để mà nuôi cái bong bóng tài chính này? Lúc đó thị trường tài chính các tài sản sẽ như thế nào? Thì nghĩ là các bạn cũng đã hiểu được, Ray Dalio nghĩ là lúc đó bong bóng này sẽ vỡ và chúng ta sẽ chứng kiến, kiến một cuộc khủng hoảng tài chính mà đối với Ray Dalio có thể là lớn hơn năm 2008. Đó là điều đầu tiên mà Ray Dalio đã nói tới. Điều thứ nhì mà Ray Dalio nói tới đó chính là thâm hụt ngân sách. Và khi mà nói tới thâm hụt ngân sách thì Ray Dalio đã nói tới là cái số nợ mà các quốc gia có hiện tại. Khi chúng ta nhìn vào usdebtclock.org thì các bạn thấy là hầu như nước nào thì bây giờ cũng mượn số tiền rất lớn. Trong đó chúng ta có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ấn Độ, Ý, Brazil, Canada, Argentina, Úc, Hầu như nước nào các bạn thấy là mượn một số tiền rất lớn và đối với Ray Dalio thì ông ta tin tưởng là cái số nợ của các quốc gia sẽ tiếp tục tăng đáng kể và khi mà cái số nợ này lại tiếp tục tăng thì làm sao mà để trả được? Có phải là lại in tiền là lạm phát để mà trả cái số nợ này. Nhưng mà khi mà lạm phát thì ai sẽ mua những trái phiếu đó trong khi mà lãi suất hiện bây giờ quá thấp nhưng mà ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ lại không thể tăng lãi suất tại vì nếu như tăng lãi suất thì lại làm vỡ bong bóng tài chính mà chúng ta mới vừa nói tới. Cho nên Ray Dalio nghĩ là các ngân hàng trung ương lại phải mua lẫn nhau để tiếp tục kéo dài bong bóng tài chính này. Và điều thứ ba mà Ray Dalio nói tới đó chính là trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và lương hưu sẽ ngày càng đến hạn. Thì điều này là như thế nào? Thì ở Hoa Kỳ nếu như mà các bạn làm việc cho chính phủ thì các bạn sẽ có những cái quỹ lương hưu gọi là pension và cái quỹ y tế. Ngay cả khi mà các bạn làm việc cho những công ty tư nhân cũng có một số công ty vẫn còn những quỹ lương hưu. Như là trước đây thường làm cho KPMG thì KPMG ở Hoa Kỳ vẫn có quỹ lương hưu. Và những cái quỹ lương hưu đó đó chính là những cái quyền lợi mà người làm việc cho công ty đó được hưởng khi mà họ về hưu và cái số tiền đó là được trích ra từ công ty và đưa vào cái quỹ lương hưu hàng năm và sẽ được quản lý bởi một công ty đầu tư và công ty đầu tư đó phải cam kết là trả dựa theo phần trăm lợi nhuận thường là họ phải cam kết là mỗi năm họ sẽ kiếm được ít nhất là 5 tới 7 phần trăm và nếu như mà họ không kiếm được cái số tiền đó thì họ vẫn phải trả cái số tiền như là 5 trăm đã được cam kết Nhưng mà hiện bây giờ lãi suất quá thấp Trước đây thì họ sẽ dùng số tiền đó đầu tư vào những cái tài sản mà an toàn hơn vào những thị trường an toàn hơn như là đầu tư vào trái phiếu Nhưng mà hiện bây giờ lãi suất quá thấp Cho nên nếu họ đầu tư vào trái phiếu sẽ không đủ trả cái 5 hay là 7% mà đã được hứa trước đây Thì họ phải bắt buộc đầu tư vào những cái thị trường mà có cái tính rủi ro cao hơn Như là thị trường chứng khoán cho nên nếu như mà thị trường chứng khoán bị sập thì sẽ như thế nào? Lúc đó họ lấy tiền đâu để mà trả như là cam kết. Lúc đó thì những người mà làm cho chính phủ lấy tiền lâu mà về hưu cái số tiền được trích ra để mà chăm sóc sức khỏe về già, số tiền đó sẽ đến từ đâu? Trong khi mà quỹ đầu tư không còn đủ tiền thì đối với Ray Dalio chỉ có 3 cách. Cách đầu tiên để giải quyết vấn đề này là cắt giảm lợi ích của những người mà về hưu, những người mà đã đến tuổi để mà nhận những lợi ích này nhưng mà đây là một khả năng không cao Tại vì những người đó sẽ không chịu Và có thể dẫn tới biểu tình Thứ nhì là tăng thuế Và tăng thuế cũng không phải là một giải pháp Mà sẽ được nhiều người chấp nhận Và giải pháp dễ nhất đó chính là in tiền Tiếp tục lạm phát dùng số tiền đó Để mà trả cho những nhân viên Và Ray đều đã đưa ra một kết luận Những điều này sẽ có kết cục như thế nào Thứ nhất là ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ Sẽ tiếp tục giảm lãi suất Để mà nuôi bong bóng tài chính Không để cho nó vỡ Thứ nhì là tiếp tục lạm phát để mà bơm tiền vào thị trường, bơm tiền vào nền kinh tế. Hai điều đầu tiên thì sẽ tiếp tục nuôi bong bóng và làm cho bong bóng tài chính ngày lại càng lớn hơn. Nhưng mà còn có một tác dụng phụ, đó chính là tạo ra cái sự bất bình đẳng về sự giàu có ở Hoa Kỳ. Thì tại sao mà Rida lại đang nghĩ là điều này sẽ dẫn tới việc bất bình đẳng về giàu nghèo ở Hoa Kỳ? Tại vì như chúng ta đã nói tới đầu video thì tiền tuy là lãi suất thấp, nhưng mà cái số tiền đó sẽ dành cho những người nào mà có cái độ tín dụng cao, có cái lý lịch tín dụng tốt và phần lớn là những người mà đã có tiền Những người nghèo thường thường sẽ không có cái lịch sử tín dụng tốt Cho nên sẽ không mượn được tiền với lãi suất thấp Và việc này lâu dài sẽ làm cho khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở Hoa Kỳ lại càng xa hơn Cho nên Ray Dalio nghĩ là cái lý thuyết trickle down Có nghĩa là lý thuyết đẩy tiền từ trên xuống dưới Để mà thúc đẩy nền kinh tế Thật sự là không có kết quả tốt Những điều mà chúng ta đã nói tới mới đây như là tiếp tục giảm lãi suất hay là tiếp tục lạm phát thì chị có thể là tiếp tục nuôi bong bóng tài chính nhưng mà cái việc mà bong bóng tài chính sẽ bị bể đầu chuyện sớm muộn tuy nhiên Redario là không nói tới là ông ta nghĩ khi nào chúng ta mới thấy được một cuộc suy thái tài chính lớn nhưng mà Redario tin là chúng ta chuẩn bị có một sự thay đổi mô hình tài chính lớn và câu hỏi là bitcoin sẽ như thế nào có phải bitcoin sẽ tỏ sáng như là một tài sản được lưu trữ trong lúc mà thị trường tài chính bị suy thoái hay là không các bạn có đã biết thuận thì đương nhiên tin là bitcoin là một tài sản có thể lưu trữ lâu dài nhưng mà Bitcoin giá cả sẽ phản ứng như thế nào khi mà thị trường tài chính không ổn thì thực sự mà nói chúng ta chưa biết được. Tại vì trong lịch sử Bitcoin cho đến ngày hôm nay, 10 năm qua chúng ta chưa từng chứng kiến suy thái tài chính. Cho nên không ai biết được là giá cả Bitcoin tới lúc đó sẽ phản ứng như thế nào. Và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.